Chúng tôi tiếp tục là Đô Lam đã nhất thắng một keo của giải leo số 98 và Đô Tuấn ở An Thường xin theo hóa tắt đai màu xanh, hai ông Đô làm thủ vụ chuẩn bị xe này. Màn chào, màn khích lệ. Vâng, hiệp thiếu nhất bắt đầu. Nhất đồng liên 1998 trong thôn Phú Hạ thưởng nhóm 500.000 đồng. Về thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức tiếp tục nhận được sự ủng hộ của anh Hiền Dung, ủng hộ cho giải vật xuân là Phú Hạ 200.000 đồng. Vâng, có sự thưởng nhóm của anh Nguyễn Hữu Lam ở Nguyễn Như Lam ở An Thường thưởng nóng cho Đỗ Tuấn 200.000 đồng. Đỗ Tuấn cố lên. Đồng chí Lê Kiên gửi thưởng nóng cho Đỗ Tuấn của anh Nguyễn Hữu Lam ở An Thường thưởng nóng cho Đỗ Tuấn 200.000 đồng. Như vậy Đỗ Tuấn đã nhất thắng một keo của giải leo số 98. Giải leo số 98 đã rất nhiều ông đô thắng một keo sau ngày thua. Thông báo và giới thiệu trên sân dưới giải leo số 98 giữa Đỗ Tuấn ở An Thường thắt đai màu đỏ đã nhất thắng một keo và Đỗ Phong ở Tân Phú xin tiêu hóa 2 đô làm thủ tục xe này. Vâng, giải leo số 98 chiều hôm nay căng như dây đàn, lúc này là rất nhiều keo vật của nhưng giải leo số 98 vẫn chưa được treo, vẫn chưa được trao cho đô nào. Hiện tại là chúng tôi đang cho thi đấu hiệp đấu thứ nhất của giải leo số 98 giữa Đỗ Tuấn và Đỗ Phong, hai ông Đỗ chuẩn bị hiệp thứ nhất bắt đầu. Sau hiệp đấu của giải leo số 98, chúng tôi cho thi đấu giải nhì. Giải nhì giữa Đô Nguyễn Thị Phương ở Hòa Bình. Đô Nguyễn Thị Phương ở Hòa Bình đã nhất thắng 2 keo của giải nhì. Và Đô Nguyễn Thị An Đô An ở Thạch Thất xin theo hóa
giải nhì của đôi phương. Ủng hộ trực tiếp của anh Nguyễn Như Lam. Ủng hộ cho Đô Tuấn. Nếu thắng ở keo này sẽ thưởng nóng. Ban tổ chức tiếp tục nhận được sự ủng hộ của anh Chiến Đầy. Ủng hộ cho giải vật xuân 200.000 đồng. Vậy thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Sang năm mới có thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Ủng hộ của anh Thịnh Đầy. Ủng hộ cho giải vật xuân là Vũ Hoàng năm 2024 500.000 đồng. Về thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn anh và chúc anh và gia đình sang năm mới có thật nhiều sức khỏe, làm ăn tiến tới, gia đình an khang và thịnh vượng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xong hai giải ba, một giải nhất và còn một giải nhì. Giải nhì của ban tổ chức năm nay trao giải và có sự ủng hộ trực tiếp của Mạnh Thường Quân Nguyễn Xuân Kiên. Ủng hộ cho ai giành được giải nhì của ban tổ chức Hội Vật Xuân năm nay sẽ ủng hộ trực tiếp một bình nước nóng Yoshi trực tiếp bằng hiện vật. Đề nghị các ông đâu về thi đấu, cố gắng phấn đấu để giành được giải của ban tổ chức và thưởng nóng của các Mạnh Thường Quân. Vâng, tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chị Bùi Thị Hoa. Nếu Đỗ Tuấn thắng hay thua vẫn ủng hộ 200.000. Đỗ Tuấn cố lên. Đấu thứ hai, chúng tôi tiếp tục nhận được sự thưởng nóng của anh Hùng Dương. Ủng hộ cho Đỗ An. Bộ hai giới trong đình xin thông báo các bộ tân đá 1975 ở ngoài khu vực giới vật trong đình để làm một số nhiệm vụ. Xin trân trọng kính mời các cụ tân não 1975 khẩn trương di chuyển vào trong đình để làm một số nhiệm vụ.
Hùng Nhượng, thưởng nóng cho Đỗ Phong ở Tân Phú 100.000 đồng. Mời Đỗ Phong cố lên. Và năm sau chúng tôi sẽ làm một cái quét mã QR để tạo điều kiện cho các quý vị. Của các mạnh thường quân. Bắt đầu. Giày leo giữa hai kỳ thùng địch phủ ra ngoài mất rồi. Kỳ thùng đề nghị đồng chí Nguyễn Xuân Phú vâng, như vậy giày leo số 98 chúng tôi vẫn chưa thể trao được. Vâng, như vậy chỉ trong 1 phút 27 giây Đồ Phước ở Hoài Đức đã nhất thắng. Đồ Phước ở lại sân khấu để nhận thưởng nóng của anh Lê Văn Luân và anh Nguyễn Như Lam. Anh Lê Văn Luân thưởng nóng 200.000, anh Nguyễn Như Lam thưởng 500.000. Thì trọng tài trao đô cho Đồ Phước. Như vậy giải leo của